Hello, chào mọi người. Chung là cái máy quay của mình nó chổng ngửa lên như vậy, mọi người thông cảm nha. Tại vì mình cũng lười quá. Nó sẽ tự động nó dần dần nó sẽ va vô cái màn hình của xe ô tô á, rồi sau đó nó mới đứng yên được, nên là lúc nào nó ngửa lên trời hết, nên là các bạn chỉ thấy được cái miệng của Dũng thôi, chứ thậm chí mặt của Dũng các bạn còn không thấy nữa. Rồi, ok, thì chắc là mình trả lời câu hỏi nha. Oh my gosh. iPhone mới update lên phiên bản mới và ra một cái màn hình, một cái icon message xanh lè luôn, nhìn rất là ghê. Không biết lý do tại sao lại đổi qua cái màu xanh. Xanh lá. Rồi. Trời ơi, trả lời câu hỏi này. 13 hai tuần hôm nay á, là bây giờ là 7:32 ngày mùng 8 ha, mùng 8 tháng 11 năm 2024, như vậy là đã gần cuối năm rồi. Rồi thì Dũng cũng sẽ trả lời cho mọi người các cái câu hỏi. Bạn Quân Nguyễn có hỏi một cái câu là em đọc blog thấy anh bảo là tự tin với chuyện quản lý chuyện phức tạp. Anh có thể về chia sẻ về cách anh suy nghĩ và quản lý khi gặp chuyện phức tạp không ạ? À? Chúc anh nhiều sức khỏe. Ok, câu này là chắc là đủ trả lời nguyên có buổi rồi. Câu thứ hai là con ơn chú, cảm ơn chú Dũng vì những chia sẻ của chú. Con đã xem chú cũng lâu, cũng có nhiều kiến thức và động lực từ chú. Cho con hỏi chú nghĩ sao về việc đi nghĩa vụ quân sự xong lại trở lại làm IT? Cháu hiện tại là sinh viên năm cuối ngành IT ạ. À. Cảm ơn chú nhiều và chúc chú sức khỏe và thành công. Ok. Em có câu hỏi ạ, làm sao cải thiện khả năng tư duy thuật toán khi phỏng vấn, giảm bớt sự căng thẳng hồi hộp ạ? Tại em hay bị đối mặt với việc nghĩ hoài không ra, mà vừa kết thúc phỏng vấn hoặc là kết thúc thời gian làm bài coding online, ngồi một lúc 50 phút code thì lại làm ra đáp án ngay. Với nhiều khi kỹ năng tiếng Anh mình có, nhưng mà khi code thì không thể nói được cái suy nghĩ của mình vừa code được. Có cách nào để cải thiện không anh? Em cảm ơn anh đã đọc và chúc anh nhiều sức khỏe. Ok, chắc là trả lời câu hỏi của bạn Quân trước. Mình đi ha. Nói chung là cái trời nó Sài Gòn mùa này nó nóng quá, nên là cái kẹp điện thoại nó cái keo dán nó không có đủ sức để mà giữ được vừa cả cái điện thoại vừa cả cái gì đó, cái kiểu giống như cái chống điện thoại lên, cho nên là thành ra các bạn sẽ thấy nó nghiêng nghiêng ngã ngã vậy. Thì có bài blog nào đó Dũng nói rằng là Dũng hoàn toàn tự tin có thể xử lý những cái chuyện phức tạp. Thì thực sự thì cái chuyện phức tạp là gì, và cái cách xử lý hay là cái thought process, cái cách giải quyết như thế nào, thì các bạn nên hiểu cái chuyện phức tạp là gì. Là có nghĩa rằng là câu chuyện nó có nhiều biến số, nó có nhiều cái yếu tố ở trong đó mà bạn không thể nào bạn đưa ra một cái kết luận rằng là à nó đúng hay là nó sai, hoặc là phải làm như thế này thì chắc chắn là đạt, còn làm như thế kia thì không không được. Bạn không có biết được là nếu mà khi mà bạn thực hiện kết quả cuối cùng nó như thế nào. Đó là những chuyện phức tạp, đúng không? Hoặc là ví dụ giống như là bạn bạn có mấy trăm nhân viên, nhưng mà tới kỳ đánh giá performance và tăng lương thì mức lương rất thấp. Bạn không thể nào tăng đúng như kỳ vọng của mọi người được. Lúc đó bạn buộc phải có những cái quyết định nó khó khăn, nhưng mà nó phải làm cho mọi người không có cảm thấy bị hàm oan, bất công.
vân vân, thì bạn phải làm như thế nào thì nó là phức tạp đúng không, hoặc là gì đó, ví dụ giống như là quyết định cái giá của nhân lực mình bán ra nước ngoài giá bao nhiêu là nó giúp cho vừa có lời nhưng mà làm cho khách hàng người ta vẫn ok, trong khi thì coi như là nhân lực ở Việt Nam thì càng ngày đòi lương càng cao, mình không có gì đó dễ dàng để kiếm được người giỏi, mà nếu mà trả lương thấp người ta cũng không có dễ moving, nhưng mà trả lương cao phát thì coi như là cái giá mình nó bị đội lên, và giá mình bị đội lên thì đương nhiên là khách hàng nó sẽ không vui, thì làm sao cân bằng được cả hai, có phải là chỉ là quyết tâm tuyển người với giá thấp hơn thì nó giải quyết vấn đề, hay là giải quyết bằng cách là tuyển người với giá cao hơn và tăng giá và deal với khách hàng nó giải quyết vấn đề, thì cái đó nó không có giống vậy, nó không có dễ dàng tí nào hết á. Thực sự là bạn phải cân nhắc rất nhiều các cái yếu tố, mà nếu như bạn không làm quản lý, thậm chí bạn làm quản lý bạn nhiều khi bạn nghĩ cũng không ra nữa. Đó. Vấn đề phức tạp như thế nào nữa, ví dụ giống như là gì đó, bạn yêu một người nhưng mà hoàn cảnh gia đình của bạn với hoàn cảnh gia đình của người kia nó không có cân xứng, gia đình của bạn giàu hơn, địa vị cao hơn, gia đình kia địa vị thấp hơn, mà lại có cái những cái vấn đề phức tạp hơn, chẳng hạn vậy, thì cũng đâu có dễ dàng giải quyết. Hoặc là bạn lên công ty bạn làm mà gì đó công ty nó có nhiều người mà đi làm mà nó mâu thuẫn với nhau, con người thì performance thì nó bị không có ổn định, mà tính thì nóng nảy hay 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 tấn công hay bully người khác, rồi con người thì quá im, không có cái suốt ngày không nói tiếng nào, nó làm thì cũng tạm được nhưng mà nói thì không nói, nó căng vậy, rồi gì đó có người thì rất giỏi nhưng mà cá tính thì ương bướng gàn dở, nhiều khi mình nói người ta không nghe, người ta không có sẵn sàng nghe theo và người ta làm theo ý người ta đó. Hoặc ví dụ giống như là lúc mà Dũng vô làm cái bộ phận hiện tại của Dũng thì tất cả mọi người đều khăng khăng nói với Dũng rằng là Dũng vào không có thay đổi được cái gì so với trước đây, tất cả mọi thứ nó cũng sẽ như cũ, tất cả mọi người cũng chỉ là đơn giản là được người nước ngoài, người Đức này kia assign task thôi, rồi làm theo thôi, chứ không có bất kỳ cái gì gọi là ownership hay là tính chủ động, hoặc là mình luôn luôn lệ thuộc người khác, phụ thuộc quá nhiều vào người khác vân vân, thì ai cũng tin như vậy, và lúc đó 90 người ở cái chỗ đó người ta đều tin như vậy, không có ai tin rằng là mọi thứ có thể thay đổi được. Vậy cái chuyện khó khăn như vậy bạn nghĩ Dũng có thay đổi được không? Câu trả lời là được, thì đó là một cái chuyện phức tạp ha. Thì cái tầm chuyện phức tạp của Dũng á, nó có thể khác với cái chuyện phức tạp của bạn, và nó có thể là chuyện đơn giản so với cái chuyện phức tạp của người khác. Nên giả sử bây giờ mà bạn muốn như thế nào gọi là phức tạp của người khác nha. Bây giờ giả sử như là bạn muốn xây một cái cao ốc ở thành phố Hồ Chí Minh, giả sử bạn có 1.000 tỷ, bạn có xây được cao ốc ở thành phố Hồ Chí Minh không? Không, nó câu chuyện nó không có dễ giống vậy. Đó, muốn thì phải kiếm được quỹ đất nè, phải mua được đất nè, nhiều khi mua đất 1.000 tỷ chưa 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 mua được cái miếng đất để xây cao ốc nữa. Ví dụ vậy. Rồi gì đó xin giấy phép nè, rồi được sử dụng đất, thuê đất dài hạn nè, rồi gì đó bản vẽ này, kiến trúc nè, làm sao được phê duyệt này, chấp thuận nè đó, rồi đâu là các cái gì đó, đó gói thầu, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, bla bla, rồi gì đó ai vận hành, kế toán là ai, không quản lý thu chi như thế nào, làm sao để cho không có thất thoát vốn đó,
rồi gì đó, kế hoạch triển khai cái đội quản lý cái khu cao ốc đó, cho thuê hay bán, cho thuê văn phòng như thế nào, phải không? Rồi maintain nó như thế nào, vân vân. Thì tất tần tật những thứ đó nó phức tạp lắm. Thì mình có dễ thể giải quyết nó dễ dàng hay không? Có phải là coi như là ngay trong 1 phút mình tìm ra ngay không? Còn nói gần với câu chuyện làm software chẳng hạn. Bây giờ giả sử giống như là khách hàng nó qua, nó bảo ok, tôi muốn làm ví dụ giống như là một cái giải pháp về AI để hỗ trợ cho cái việc là coi như là lưu trữ toàn bộ cái know-how, cái sự hiểu biết của cái doanh nghiệp hay là của cái bộ phận của tôi, và lúc đó con người có thể truy vấn thông qua AI chatbot này kia để lấy được những cái thông tin liên quan đó, thì nó dễ hay khó đó, thì nó hoàn toàn không dễ đó. Và lúc đó thì bạn phải nhìn toàn bộ cái tầm nhìn của bạn, bạn phải coi thử là nếu trong trường hợp bạn build cái giải pháp đó thì nó sẽ như thế nào đó. Gì đó, ai phải làm cái gì, người nào chuẩn bị cái gì, làm sao để cho khách hàng nó tin và nó trả tiền cho cái giải pháp của mình, làm sao để cho coi như là mọi người, ví dụ 5 7 người gì đó, người ta chuẩn bị mọi thứ nó hoàn chỉnh, nó chỉnh chu thì như thế nào. Tất tần tật những thứ đó là bạn phải nghĩ, và nó happen đó, là nhiều cái bit giống vậy chứ không phải là một cái trong cùng một lần, mà nó có thể là 5 10 cái đó. Rồi gì đó, rồi bây giờ ví dụ giống như là thời buổi kinh tế khó khăn, làm sao để cho cái gì đó bộ phận của mình nó tồn tại, làm sao nó sống sót, làm sao để cho nó có những cái năng lực mà người khác không có, hoặc là có mà không có dễ có, để mà coi như là thu hút thêm đầu việc cho mọi người. Thì các bạn nghĩ cái đó nó có phức tạp không? Đó. Rồi gì đó, dàn nhân sự bên dưới của mình người ta chưa có mạnh, người ta còn có nhiều cái điểm thiếu sót, đặc biệt là về quản lý con người này kia. Bây giờ ở góc độ của mình làm sao mà mình giúp cho họ grow lên, nhưng mà đồng thời thì mình cũng phải làm cho các bạn nhân viên của mình nó giỏi lên đó, và làm sao để xoa dịu cái nhân viên để cho họ chấp thuận, và đồng thời thì họ gọi là đồng ý với, gọi là họ 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 ok với cái chuyện là sống với những cái sự thiếu hoàn hảo như vậy, và dần dần để cho coi như là những cái đội bên kia, đội manager người ta phát triển lên đó. Rồi làm sao để xử lý những cái người poor performance, làm sao để handle được cái build được cái vision, cái strategy để phát triển một cái bộ phận, vân vân. Thì tất tần tật mấy thứ đó là nó phức tạp hay nó dễ? Nó phức tạp. Vậy thì giải quyết những cái câu chuyện phức tạp thì đòi hỏi bạn phải có cái gì đó, cái tầm nhìn, bạn phải biết được cái bức tranh toàn cảnh, bạn phải hiểu được chi tiết, bạn phải có cái sự sâu sắc nhất định, bạn phải nắm được những cái chủ đề, những cái vấn đề có liên quan, và bạn phải gì đó làm toán được, làm toán ở đây là làm toán trong đầu được về những câu chuyện nó có thể xảy ra, những consequence khi mà bạn có thể make một cái decision này, một cái decision kia, làm sao để điều phối người cho nó dễ dàng. Giả sử bây giờ bạn có 15 20 cái dự án mà gì đó, số người giỏi mà bạn có thể chạy được cái dự án mà đứng ở cái vị trí là lead này kia, bạn chỉ có 10 thôi mà bạn cần phải chạy 20 cái, vậy thì làm sao bạn điều phối được con người để cho họ họ sẵn sàng, họ support cho nhiều topic, làm sao để thuyết phục khách hàng rằng là cái team như vậy nó chạy tốt đó, làm sao để build được cái trust và gain được cái trust từ phía khách hàng.
và khách hàng họ đồng tình với mình, họ đồng thuận với mình, thì nó là một, cũng là một cái câu chuyện phức tạp đó. Không có dễ dàng tí nào. Rồi gì đó, có những chuyện mà về mặt ông trời ổng trao cho mình cái gì mình cũng không thể tự giải quyết được, nó khó quá hoặc là nó gần như không thể tự giải quyết được, thì bạn phải giải quyết bằng cách nào, làm sao bạn sống, bạn tồn tại với nó. Ví dụ giống như là lỡ không may bạn sinh ra một đứa con mà nó bị chứng tự kỷ chẳng hạn, bạn phải sống như thế nào, bạn phải vượt qua nó như thế nào, thì cái đó là một cái vấn đề mà coi như là nó không có dễ để vượt qua và nó thực sự vô cùng khó khăn đó. Ví dụ vậy thì các bạn có rất nhiều các cái bài toán trong cuộc sống cũng như là trong công việc mà bạn cần phải giải quyết, và không có thể gọi là giải quyết một cách dễ dàng theo cái kiểu là 1 + 1 = 2, và đặc biệt là những cái bài toán liên quan tới con người, lập trình với phần mềm này kia thì nó còn dễ hơn cái chuyện là quản lý con người và quản lý cái sự phức tạp của hàng trăm con người. Và đến khi mà bạn phải quản lý cái sự phức tạp của hàng ngàn con người thì nó khác. Như vậy thì bạn có thể đặt một cái câu hỏi là ok, vậy thì coi như là nếu mà có nghĩa rằng là một cái ông mà quản lý 10 người thì sẽ giỏi thua ông quản lý 100 người, ông quản lý 100 người sẽ giỏi thua ông quản lý 1.000 người, và ông quản lý 1.000 người thì sẽ giỏi thua ông quản lý 1.000.000 người, đúng không? Thì câu câu trả lời là maybe. Maybe là tại vì sao? Tại vì khi mà bạn phải quản lý đông người hơn á, thì cái complexity nó cũng cao hơn, cái sự phức tạp nó cũng cao hơn, ensure cái morale của mọi người nó cũng khó hơn. Nó đó là cái câu chuyện. Nhưng mà đôi khi người quản lý ít người hơn chưa chắc đã kém hơn cái người quản lý nhiều người hơn. Cái đó nó phụ thuộc vào năng lực của người đó và cái sự học hỏi về sự gọi là tiến bộ của người đó. Và cái đó thì gì đó chỉ có qua thời gian mới trả lời được. Còn nếu mà bạn chỉ nhìn vô cái size hoặc là scope mà người đó đang handle thì bạn sẽ không có thể trả lời được đó. Và thậm chí đôi khi có hai cái người, có những cái người cũng quản lý cả ngàn người như nhau, nhưng mà đôi khi chiến thuật quản lý họ khác nhau và chưa chắc là cái cách quản lý của người này nó tốt hơn người kia hoàn toàn, hoặc là nó dở hơn người kia hoàn toàn đó. Có người thì rất là đi sâu sát, đi theo, nắm rõ tất cả mọi thứ, review hợp lý, vân vân. Có người thì chủ yếu là làm enabler, tức là chủ yếu là thúc giục mọi người làm, nhưng mà không có, sẽ không có directive trực tiếp, không có chỉ hướng dẫn trực tiếp, tất cả mọi người phải phải lo chạy. Và cũng không thể nào mà dám chắc 100% rằng là cách của anh này giỏi hơn anh kia và ngược lại đó. Và bạn có nhiều cách khác nhau để giải quyết vấn đề, thì đó là đầu tiên là giúp cho bạn bắt đầu feel được cái câu chuyện về complexity ha. Và giả sử giống như mà bạn mà phải handle một cái doanh nghiệp mà bạn phải handle về mặt legal nè, bạn phải handle về câu chuyện là người để cho dùng chút gì đó, hàng hàng ngàn người khác nhau, rồi có nhiều văn phòng, nhiều location, bạn phải gì đó handle câu chuyện về operation, về chuyện expenditure spending, rồi gì đó về gì đó lương tiền tất tất tật mọi thứ, rồi về đối ngoại, về đối nội này kia. Thì những cái con người đó là những cái con người mà có khả năng giải quyết được những câu chuyện vô cùng phức tạp đó. Vậy đó, thì nói về giải quyết chuyện phức tạp là nó là như vậy. Đấy. Còn tự tin để giải quyết là tại vì sao? Mà Dũng tự tin thì lý do rất là đơn giản. Dũng là một cái người mà gì đó cũng sẽ có những cái lúc ngày xưa Dũng cũng panic, Dũng cũng coi như là không biết phải làm như thế nào trước một cái chuyện khó hoặc là bị stuck này kia. Nhưng mà càng làm
càng coi như là phát triển lên thì Dũng càng nhận ra một cái chuyện là gì, đó là panic, nó không có giúp cho bạn giải quyết được cái gì hết. Tất tần tật là phải, bạn phải cam, bạn phải đôi khi phải lạnh lùng, tính toán chuẩn xác mọi thứ để giải quyết tốt mọi thứ được. Và đôi khi á, là gì đó bạn phải sử dụng cái đầu lạnh để mà bạn giải quyết những cái sự kiện nóng, những cái vấn đề nóng bỏng, tại vì nếu không thì bạn cũng bị emotional và bạn cũng sẽ rơi vô cái sự gọi là đưa ra những cái quyết định nó không có chuẩn xác đó. Và khi mà bạn đưa ra những cái quyết định không chuẩn xác mà nó ảnh hưởng tới 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 công ăn việc làm của rất nhiều người, thì bạn sẽ cái hệ lụy hoặc là cái consequence nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Hoặc là khi mà bạn làm việc, bạn có yêu có ghét, bạn có thấy người này bạn thích hơn người kia, người này bạn ghét hơn người kia, hoặc là bạn có thể thấy được rất nhiều người có những cái agenda khác nhau, họ có những cái suy nghĩ trong đầu khác nhau, họ có những cái target khác nhau, nhưng mà làm sao bạn gather tất cả mọi người làm việc chung với nhau và bỏ qua được những cái sự mâu thuẫn và compromise được những cái agenda của mọi người để cho bạn có một cái team hoặc là một cái đội hoặc là một cái tổ chức mà nó có cái sự gắn kết và đồng thuận và support lẫn nhau để mà làm cho nó ra được kết quả. Đó. Thì mọi mọi những cái thứ đó cần phải có một cái tinh thần vững đó, và cần phải hiểu được cái con người gì đó của mình, cần phải có những cái sự sắp xếp ổn thỏa mà người ta sẽ gì đó sẽ tâm phục khẩu phục đó. Cần phải có những cái chế tài để mà mình quản lý được những cái ca mà kiêu ngạo này kia. Thì tất tần mọi thứ đó trong các cái bài toán thì Dũng nhìn thấy được và Dũng cũng làm toán được đại khái vậy, lãi lỗ này kia, và dần 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 thì Dũng nhận ra rằng là mọi thứ đó nó có những cái quy luật, nó có những cái nguyên tắc để xử lý, để tính toán một cách phù hợp mà làm cho mình không có bị stressful quá. Nói vậy chứ vẫn stress đó mọi người, nhưng mà không có bị làm cho mình panic, hoảng loạn, hoặc là nó không có làm cho mình gì đó cảm thấy bất lực. Kiểu gì thì kiểu, cho dù nó khó khăn tới mấy đi nữa thì mình cũng bình ổn, mình cũng giữ được cái sự bình tĩnh để mình giải quyết vấn đề. Đó. Thì cái đó là cái rất là quan trọng để mà bạn giải quyết được những cái vấn đề khó khăn và hoặc là phức tạp. Nếu mà bạn không có cái sự bình tĩnh, bạn không có cái sự trầm tĩnh và gì đó, bạn không có cái một cái đầu lạnh để mà suy nghĩ tính toán thiệt hơn, thì rất dễ đưa ra quyết định sai. Cái đó nó không có ổn ha. Thì người ta hay nói rằng là những người có chỉ số EQ cao thì sẽ thành công về mặt quản lý này kia. Thì thực tế mà nói là như vậy nè, cái chỉ số EQ á, nó không phải là tự nhiên mà bạn có được chỉ số cao đâu, mà là bạn phải có cái sự rèn luyện đó để cho cái EQ bạn càng cao lên. Ngay cái IQ cũng vậy thôi, nó không phải là tự nhiên có, tại vì một đứa trẻ mới ra đời không thể nào mà làm được các cái bài tập về IQ để mà đạt được điểm cao cả. Người ta cũng học mà có cái IQ cao thôi. Đó, thì quan trọng là bạn phải focus cái sự học của bạn, cái sự build up cái kỹ năng của bạn như thế nào để mà bạn có được EQ và IQ nó đủ tốt để cho bạn có thể quản lý được, hoặc là các bạn có thể giải quyết được những cái vấn đề khó khăn. Đó. Và cái quan trọng nữa là gì? Đó là thấu hiểu được cái nỗi lòng của người khác. Đó, gọi là đi guốt được trong bụng của họ, biết được là họ muốn cái gì, mưu cầu của họ là gì, motivation của họ là gì, cái khó khăn của họ là gì, làm sao để giúp cho họ, để cho họ vượt qua được cái khó khăn. Thì bạn phải nhìn ra được. Mà nếu bạn nhìn ra được thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu mà bạn không nhìn ra được thì bạn sẽ bế tắc thôi. Đó. Nên là cái mà nói về cái câu chuyện mà giải quyết complexity ấy, thì nó là một cái tổng hòa của rất nhiều các cái
cái thứ mà bạn cần phải phải equip được cho bạn, bạn cần phải có cái sự chuẩn bị cho bạn thì bạn mới giải quyết được, còn không thì rất là khó để giải quyết. Đó. Rồi. Còn cái cách mà suy nghĩ và quản lý về chuyện phức tạp mà như câu hỏi của bạn thì mọi thứ nó rất là đơn giản. Thứ nhất, bạn cần phải làm được cái bài toán là gì? Cái time window của bạn là bao nhiêu? Tức là bạn có bao nhiêu thời gian để bạn giải quyết vấn đề đó. Nếu nó quá ngắn và gần như bạn không thể giải quyết được thì có nghĩa là bạn, nếu mà bạn không thể giải quyết được thì nó có nghĩa là không thể giải quyết được, không có gì phải vội, đúng không? Đó, thì bạn phải, lúc đó bạn sẽ tìm cách giải quyết cái vấn đề khác, đó là fail thì phải làm gì, phải chuẩn bị như thế nào. Nếu mà thời gian nó có đủ thì bạn bắt đầu phải tính toán làm gì, đó là tôi phải chuẩn bị cho cái phương án và phải làm các cái bước nào để nó đạt được thành công, khi nào thì cần kết quả của cái bước này, khi nào cần kết quả của bước kia, ai làm việc gì đó, một cách tính toán một cách cẩn trọng, và nếu fail thì như thế nào, cái consequence ra sao, tôi sẽ phải xử lý cái failure như thế nào, cái risk tôi phải gặp là cái gì, nếu như risk nó happen thì như thế nào, thì phải tính hết. Và cái đó là trong đầu tính tính, và sau đó thì gì đó đưa ra cái decision là mình phải làm gì. Nó dẫn tới một cái câu chuyện rằng là những cái doanh nghiệp mà người ta tồn tại được, hoặc là người ta tồn tại được lâu á, hoặc là những cái người mà người ta tồn tại được á, và người ta không có gặp nhiều khó khăn á, trong cái quá trình mà sống và tồn tại á, đó là những cái người làm toán giỏi, họ họ làm toán giỏi, cho nên là họ họ tính được những cái mốc trong cuộc đời của họ, họ cần phải chuẩn bị cái gì, họ cần phải làm gì để cho cái giai đoạn đó nó đi qua trong êm đẹp, mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Mindset của Dũng là vậy, tức là nỗ lực vừa phải nhưng mà đạt được cái kết quả mong muốn, chứ không phải là nỗ lực hết cỡ để đạt được kết quả mong muốn. Mình nỗ lực, mình làm, và mình làm sao để cho nó tối ưu thì mới là cái kết quả của Dũng mong muốn đó. Chứ Dũng không có muốn rằng là tất cả mọi người đâm đầu làm tất cả mọi thứ, chạy cho thiệt nhanh, rất là cấp tập nhưng mà không có tối ưu, không có hiệu quả đó. Thì đối với Dũng là làm cái gì mà nó tối ưu thì làm cho nó đã, thì cái đó là cái cách của Dũng ha đó. Và quản lý cái chuyện phức tạp thì nó có một cái nguyên tắc quan trọng trong quản lý thời gian, đó là việc gì quan trọng cần phải làm trước, cần phải có cái quỹ thời gian cho nó, việc khẩn cấp, việc quan trọng thì cũng cần phải làm, nhưng mà vẫn cần phải có quỹ thời gian cho những việc quan trọng, những cái câu chuyện dài hơi. Bạn không có quỹ thời gian và tiền bạc cho những thứ dài hơi thì bạn sẽ fail, cho nên đó, thành ra là bạn cần phải có cái investment mà bạn đầu tư cho cái chuyện dài hơi á, nó sớm á, thì đời của bạn nó sẽ bớt khổ đó. Nếu mà bạn nhìn ra được những cái vấn đề mà nó sẽ xảy ra trong tương lai thì thay vì ngồi đợi nó cho tới khi nó tới và sau đó thì panic, thì bạn cần phải có cái sự chuẩn bị ngay từ bây giờ. Vậy thì bạn chuẩn bị như thế nào, và chuẩn bị cái gì? Thì chuẩn bị cái thứ quan trọng nhất đó là chuẩn bị về mặt tâm lý. Tâm lý bạn tốt, bạn vững vàng thì chuyện gì bạn cũng sẽ vượt qua, đúng không? Và cái thứ hai là tôi chuẩn bị về nguồn lực, tất cả những thứ bạn cần thiết để bạn có thể làm được cái chuyện mà bạn muốn đó, thì bạn có nguồn lực thì bạn mới giải quyết được vấn đề đó. Và chuyện thứ ba mà bạn cần phải làm đó là gì? Make up cái mind, tức là chuẩn bị tâm lý cho tất cả mọi người, những cái người có liên quan tới những cái quyết định của bạn, những người có liên quan tới cái sự thay đổi trong tương lai. Họ họ cần phải biết điều gì, họ cần phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện gì, bạn cũng chuẩn bị cho họ luôn. Thì chuẩn bị cho những điều quan trọng có thể xảy ra trong tương lai mà là gọi là certainty rất cao, certainty cao, hoặc là chuẩn bị cho các cái rủi ro thì bạn cần phải có một cái sự prepare trước, thì cái đó nó sẽ giúp cho bạn thành công.
Thì nghe như vậy thì bạn sẽ nói rằng là ủa sao nó không có giống với Scrum với Agile. Thì Dũng nói với bạn như này, Scrum với Agile là cái chuyện khác. Scrum với Agile là cách làm software chứ nó không phải là cách để handle rủi ro. Đó. Và nếu mà người mà không có kỹ năng về quản lý dự án mà cứ coi như là áp dụng Scrum Agile không á, thì dự án nó cũng không có thành công được đâu, không chắc là thành công được. Đó. Ok, tôi chắc là qua câu hỏi đó để trả lời nhanh hai cái câu hỏi phía trên ha. Một câu là nghĩa vụ quân sự thì sinh viên cuối năm cuối ngành IT nếu mà đi nghĩa vụ quân sự thì có về có trở lại làm được hay không? Thực ra thì vẫn vẫn được thôi bạn. Bạn học 4 năm mà bạn đi làm nghĩa vụ quân sự có 1 năm thì bạn vẫn có thể học trong cái quá trình đi nghĩa vụ quân sự, bạn vẫn có thể tiếp tiếp tục phát triển khả năng của bạn, đúng không? Trong cái quá trình đó, tại vì người ta đi nghĩa vụ quân sự thì cái thời gian của người ta cũng rất là bài bản, và bạn vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi, để học tập, chứ không phải là bạn vô bạn đi nghĩa vụ quân sự thì ngày nào bạn cũng làm quần quật. Đương nhiên cái giai đoạn đầu do có thể là bạn chưa có cơ thể, bạn không có hoạt động nhiều với năng suất lớn như vậy thì bạn sẽ cảm thấy nó mệt mỏi, nó buồn ngủ này kia, nhưng mà sau đó thì tinh thần bạn khỏe mạnh, bạn vô với cuộc sống quân trường rồi, bạn khỏe mạnh rồi thì mọi thứ nó khác đó. Và sau đó bạn vẫn giữ cái nhịp học hành của mình, giữ cái nhịp rèn luyện cái kỹ năng của mình thì mọi thứ nó sẽ tốt thôi, không có vấn đề gì đâu đó. Với lại các bạn nên suy nghĩ như thế này nè, cho nó rất là đơn giản. Đi nghĩa vụ quân sự đó là cái nghĩa vụ của mỗi người, thì bạn có thích hay không thích gì đó thì người ta cũng xét cái tên của bạn ở trong đó, và cái xác suất là đâu đó để mà bạn đi nghĩa vụ quân sự là tầm cái khoảng 1/10. Tại vì cái số lượng người mà người ta nhét đi vô trong quá trình làm nghĩa vụ quân sự á, người ta không có thể nhét hết tất cả mọi người được. Người ta cũng chỉ đâu đó tầm cái khoảng 1/10 lực lượng thôi. Thì nếu mà trong trường hợp mà trong cái ván bài may may rủi đó bạn được đi nghĩa vụ quân sự thì that's fine, đúng không? Bạn cũng không có thể kiểm soát được hết toàn bộ cái tương lai của bạn, nên cũng không có gì mà cảm thấy khó chịu hay là cảm thấy coi như là cuộc đời của mình rồi sao mà gặp nhiều khó khăn, tại vì sao mình phải trúng đi nghĩa vụ quân sự này kia. Theo Dũng thì cứ giữ cái thái độ bình thản. Ừ, thì đi nghĩa vụ quân sự thì đi nghĩa vụ quân sự, chả có gì cả ha. Đó. Và đến khi đi về thì bạn vẫn như thời gian để làm tất cả mọi thứ, tại vì bạn chỉ mới mất 1 năm của cuộc đời bạn trong quân ngũ thôi, 1 năm 1,5 năm gì đó, nó cũng không phải là quá nhiều theo theo quan điểm của Dũng đó. Nên là không có sao cả. Còn nói chung là mình nếu mà trong quá trình mình đi đó mà mình vẫn duy trì cái việc học tập, mình vẫn duy trì cái việc là review và xem lại kiến thức của mình cũng như là học cái mới này kia thì không, mọi thứ nó sẽ không có thành vấn đề. Một chiếc Acura MDX. Rồi câu hỏi cuối cùng đó là cải thiện tư duy giải toán thuật toán và căng thẳng và cái việc là nghĩ hoài không ra. Thực sự là bạn đã nói rồi đó. Thứ nhất là do bạn căng thẳng cho nên là lúc mà cần giải thì bạn bị áp lực nên là cái đầu của bạn nó không có thấu suốt được, cho nên bạn giải không được. Đến khi bạn ra khỏi cái buổi phỏng vấn hoặc là buổi làm bài test thì bạn không còn áp lực nữa thì bạn sẽ giải được. Thì cái đó là nó liên quan về vấn đề tâm lý. Bạn như bạn nói bị căng thẳng khi mà nhận được một cái bài toán, thì thực ra các bạn phải 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 make up cái mind á, tức là chuẩn bị cái tinh thần là một. Cái thứ hai nữa là gì, phải train, phải huấn luyện cái bộ não của mình hoặc là mình á, là phải giữ được cái sự bình tĩnh và bình thản khi mà mình phải tham gia các cuộc thi. Cái sự thật là như thế này này, thi này kia thì bạn rớt thì là bạn rớt, bạn đậu thì là bạn đậu. Bạn phải suy nghĩ xem thử là nếu rớt mình có cơ hội để làm lại không, thì có, chả có cái gì mà không có cơ hội làm lại cả. Bạn thi tới thi đại học bạn còn được thi lại mấy mấy lần, 4 5 lần 6 7 lần nếu bạn muốn mà, thì có lý do gì mà coi như là đi phỏng vấn một công ty mà bạn cần phải rối lên, đúng không? Không có công ty này thì có công ty khác đó. Mặc dù số lượng công ty so với số lượng người thì nó ít hơn,
nhưng mà vẫn có hàng trăm công ty, vẫn có hàng ngàn cái cơ hội công việc để bạn đi làm. Vậy thì mắc gì mà bạn phải rối, bạn cả cảm thấy khó khăn, áp lực. Làm bài kiểm tra cũng vậy, làm được thì tốt, làm không được thì mình về mình luyện tập, mình làm cái bài, nếu mà mình gặp cái bài đó trong tương lai mình vẫn có thể giải được, vậy là tốt rồi. Còn lại thì coi như là cứ cứ vậy thôi, cứ đi vô là cứ bình tĩnh, thoải mái, tinh thần thoải mái và suy nghĩ một cách chủ động chính chắn, bạn sẽ giải quyết được vấn đề, chả có cái vấn đề gì mà nó to tát cả. Ủa chứ phèo phỏng vấn có làm bằng chết không? Không, phèo một lần không làm bằng chết, phèo cái trăm lần thì mới làm cho bạn thực sự cảm thấy khó khăn. Mà nếu mà trong trường hợp mà bạn phèo cái trăm lần thì thôi, đổi nghề được rồi, chuyển qua nghề khác à, cũng chả sao luôn, đúng không? Miễn sao là bạn có cái đầu bạn gì đó, biết cách để mà coi như kiếm được công việc, người ta trả lương được cho bạn, hoặc là bạn tự kinh doanh được, không làm nghề này thì làm nghề khác, kiểu gì bạn cũng sống, bạn tồn tại được cả. Và nhớ một điều rằng là bạn đừng có nên gọi là quá lo lắng thái quá về mọi thứ. Thì bạn sẽ làm tốt được thôi. Đó. Vì rõ ràng rằng á, là khi mà bạn không có áp lực thì bạn giải được. Thì chả có cái lý do gì mà coi như bạn phải áp lực cả. Và tập cái thói quen là vui vẻ, thoải mái, thậm chí là cười đùa trước khó khăn. Dũng rất là thoải mái với cái khó khăn và Dũng không có bị panic. Nhiều khi Dũng thiếu tiền thì Dũng cũng thoải mái thôi, cứ bình tĩnh thôi. Kiểu gì rồi tới tới ngày, một ngày nào đó, một lúc nào đó mình sẽ giải quyết được cái vấn đề của mình. Không có cái gì mà phải quá lo lắng cả. Chính nhờ cái tinh thần giống như vậy mà coi như là Dũng thấy mọi thứ nó trải qua nó cũng nhẹ nhàng, không có gì quá phức tạp cả. Ok, thôi chắc mình dừng tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp mọi người trong clip tiếp theo. Xe Genesis cũng đẹp. Bye bye mọi người.